Chào mừng các bạn đã đến với kênh Siêu Tốc PC, kênh chuyên chia sẻ mẹo hay máy tính và cách khắc phục sự cố máy tính. Và trở lại với video mới này, mình xin chia sẻ với các bạn một cái cách thật là đơn giản để giúp các bạn cài được Windows theo kiểu là mình cài trực tiếp từ ổ đĩa của máy tính mà mình không cần dùng đến USB nha các bạn. Trong tình huống là máy tính của mình vẫn còn chạy khởi động và Win như thế này nha các bạn, mình hoàn toàn có thể cài thêm một Windows khác chạy song song với Windows này. Các bạn có thể sử dụng được cả hai Windows tùy ý. Tình huống ở đây hiện tại bây giờ mình đang sử dụng Windows 11 và mình muốn cài thêm Windows khác để mình chạy song song, và mình muốn cài thêm Windows 10 các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ tải về file ISO cài Windows 10 bằng cách là mình sẽ mở trình duyệt Google Chrome lên nha các bạn. Và khi Google Chrome mở lên thì các bạn gõ vào từ khóa tìm kiếm là Win 10 ISO, rồi các bạn bấm Enter để tìm kiếm. Khi kết quả tìm kiếm Google hiện ra thì các bạn hãy dùng con chuột để lít phải vào nền trắng của Google ha, các bạn lít phải vào nền trắng nha. Đó, bạn lít chuột phải vào rồi các bạn chọn cái chức năng là Inspect, rồi chức năng mà nó để ở cuối ha, cuối cùng nè, bấm vào Inspect. Rồi các bạn sẽ thấy màn hình mình nó sẽ chia ra, một bên là có những cái mã lệnh thế này, mã code thế này, một bên là kết quả tìm kiếm Google. Thì các bạn hãy chú ý các bạn tìm đến cái biểu tượng nó để là to go device toolbar, biểu tượng giống như là có cái màn hình máy tính và kế bên có cái điện thoại nhỏ nhỏ nè, bạn bấm vào đây nha, biểu tượng to go device toolbar nè, bạn bấm chuột vào để bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy kết quả tìm kiếm Google nó thu nhỏ lại thế này nha. Và các bạn thấy là con chuột của mình nó biến thành một cái hình tròn màu xám ha. Đó, mình di chuyển các bạn thấy nè, thì đây chính là con chuột các bạn. Rồi tiếp theo các bạn bấm vào chỗ nó để là download Windows 10 Dismiss ISO file nè, có biểu tượng của Microsoft nè. Đây là mình sẽ tải về file ISO cài Windows 10 trực tiếp từ trang của Microsoft nha các bạn. Cho nên các bạn yên tâm nha, đây là Windows hoàn toàn sạch chuẩn, các bạn yên tâm nha, file chính gốc mà nha. Rồi bạn bấm vào chỗ download Windows 10 Dismiss này. Rồi khi trang tải về file ISO của Microsoft hiện ra thế này thì các bạn kéo xuống bên dưới, các bạn tìm đến chỗ nó để là Select Edition, các bạn bấm vào, các bạn chọn Windows 10 Multi Edition ISO, rồi các bạn bấm Confirm. Rồi tiếp theo các bạn thấy nó để là Select Product Language thì các bạn bấm vào chỗ Choose One để mình chọn ngôn ngữ cài đặt. Ở đây mình sẽ chọn ngôn ngữ cài đặt là English United States nha. Rồi tiếp theo mình bấm Confirm. Rồi tiếp theo các bạn thấy đây nó hiện ra là 64 bit download, thì các bạn bấm vào chỗ 64 bit download nha. Mình sẽ tải về file ISO cộng trong 10 64 bit. Ngay lập tức các bạn thấy ở góc phải bên trên của Google Chrome có biểu tượng tải về nè. Đây, các bạn thấy file mình tải về có tên là Win 10 MH2 English X64 chấm ISO đó các bạn. Thì các bạn chờ cho file ISO này tải về hoàn tất là mình sẽ tiếp tục các bước tiếp theo. Và trong quá trình chờ đợi thì mình có thể làm những bước quan trọng, đó là các bạn hãy kiểm tra xem ổ đĩa của máy tính của mình có mấy ổ đĩa nha. Các bạn bấm vào chỗ File Explorer và các bạn bấm vào Disk PC các bạn xem nha. Tiếp theo các bạn bấm vào Disk PC. Đây, máy tính của mình hiện bây giờ chỉ có một ổ đĩa duy nhất, đó là ổ đĩa C. Và để cài được Windows theo cách mình hướng dẫn ở đây thì các bạn cần phải tạo thêm một ổ đĩa phụ để mình chứa Windows mới. Nếu máy tính các bạn có hai ổ đĩa độc lập thì nó đơn giản hơn rồi, nó dễ rồi ha. Thì đây mình hướng dẫn các bạn chia ổ đĩa luôn. Thì ở đây máy tính của mình chỉ có một ổ đĩa, mình sẽ chia thêm một ổ đĩa phụ ha. Mình sẽ dùng đến phần mềm có tên là Partition Wizard. Ở đây thì mình đã tải về phần mềm này rồi, mình để mình desktop đây các bạn xem nha. Đây, mình đã tải về công cụ có tên là MiTool Partition Wizard. Đây, đấy. Và bây giờ mình sẽ xóa phần mềm này
mình tải về từ đầu cho bạn xem nha, để các bạn biết cách để các bạn cài phần mềm này như thế nào, rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chịu đẹp. Rồi mình đóng, mình xóa nó nè. Rồi bây giờ mình sẽ vào control panel, mình bấm vào cửa sổ start window, mình gõ tìm kiếm control để mình vào control panel đây, bấm vào. Rồi mình bấm vào chỗ uninstall the program. Đây, Minitool Partition Wizard. Đây phiên bản miễn phí nha các bạn. Mình sẽ gõ, mình cài lại cho bạn xem nha. Rồi mình gõ nè, nhấn chuột phải bấm uninstall mình gõ nè. Rồi, mình đã gỡ bỏ phần mềm Minitool Partition Wizard. Coi như mình chưa hề cài phần mềm này đấy. Bây giờ mình sẽ cài mới lại từ đầu cho các bạn xem. Đây, mình trở lại mình desktop nè. Đấy, phần mềm Minitool Partition Wizard, phần mềm để chia gạo bóng đĩa mình đã xóa bỏ đi rồi. Giờ mình cài lại cho các bạn xem từ đầu nha. Rồi mình trở lại Google Chrome, mình sẽ mở từ đầu luôn, mình đóng luôn nè, mình mở tab mới của Google nè. Đây mình sẽ gõ vào là Partition thì ngay lập tức nó hiện ra gợi ý là Partition Wizard. Mình sẽ bấm vào Partition Wizard. Đây kết quả đầu tiên là các bạn để là Minitool Partition Wizard và Best Partition Magic gì đấy, bấm vào ha. Từ kết quả của nó là trang partitionwizard.com các bạn, bấm vào nha. Rồi thì đây mình sẽ tìm đến chỗ nó để là Download Partition Wizard ở góc trên này các bạn ha. Để mình bấm vào nè, và mình sẽ chọn phiên bản là Re-Edition, bấm vào Download. Rồi đây phần mềm Partition Wizard Free gặp online.ne nó vừa tải về xong các bạn. Giờ mình bấm mở nó lên, bấm click mở lên để mình cài luôn. Các bạn đợi. Rồi ở đây thì mình bấm vào xem có tiếng Việt không. Không có các bạn, chỉ có tiếng Anh và số ngữ khác thôi. Rồi mình chọn tiếng Anh nhé. Rồi mặc định tiếng Anh nè. Rồi English. Bấm OK tiếp tục. Ở đây lưu ý các bạn, bạn chỗ này các bạn phải chọn là Continue Install Re-Edition nha. Các bạn quên, bạn không chọn chỗ này là các bạn không sử dụng được nha. Bạn nhớ bấm chọn là Continue Installing Re-Edition nè, sự lựa chọn bên dưới nha. Rồi các bạn bấm Next. Ở đây mình chỉ cần cài Minitool Partition Wizard thôi, cho nên mình sẽ tích bỏ cái sự lựa chọn thứ hai này. Rồi mình bấm Next tiếp tục. Rồi bấm Next. Ở đây do mình đã có cài trước đó rồi, mình bấm Yes mình cài vào thôi. Rồi Finish, mình đã cài xong phần mềm Minitool Partition Wizard để chia gạo đĩa các bạn ha. Mình đã cài xong, bấm Finish. Rồi nó hiện ra trang này, kệ nó, mình đóng nó đi. Rồi mình trở lại mình desktop cho bạn xem. Đây Minitool Partition Wizard đã cài xong các bạn ha. Bây giờ mình sẽ mở phần mềm này lên để mình chia gạo đĩa nha. Nó để là Minitool Partition Wizard đã được mở rồi, cho mình cài xong nó mở luôn tự động rồi. Đây đó, có sẵn luôn rồi. Và mình trở lại mình xem coi Google Chrome nó tải về xong file ISO chưa. Rồi cũng tải xong các bạn. Rồi rồi mình để đây nha, chứ mình chưa có đĩa là mình sẽ tiếp tục các bước để mình xử lý file ISO này. Rồi đây Partition Wizard mình nó mở lên, thì ở đây máy tính của mình có một đĩa thôi, ổ C như dưới ổ C nè. Đó, để chia ổ đĩa thì mình sẽ click chuột phải vào cái ổ đĩa C này, khi mình đã chọn nó nè, click chuột phải vào nó. Mình sẽ chọn chức năng là Split ha. Rồi, ở đây thì mình sẽ dùng thanh trượt này để mình kéo, mình chọn cái ổ đĩa mình muốn tạo có dung lượng bao nhiêu tùy ý mình nha. Ở đây ổ đĩa của mình có dung lượng tổng cộng là bao nhiêu? Và tổng cộng là 110 GB, cho nên mình sẽ chia ổ đĩa mới có dung lượng là 50 GB nha các bạn. Mình cho nó 50 GB nè. Rồi 50 50.79, rồi tương đối nha, 50 các bạn. Rồi và mình sẽ bấm OK.
và tiếp tục bấm apply, rồi mình bấm yes. Và bạn thấy phần mềm Newton Partition Wizard yêu cầu mình phải khởi động lại máy tính để nó hoàn tất bước chia ổ đĩa, thì bạn bấm restart now, bạn chờ máy tính khởi động lại. Rồi máy tính mình đang khởi động lại các bạn, nó chuẩn bị chia ổ đĩa đấy. Rồi các bạn cứ để cho nó tự động nha. Rồi bây giờ máy tính mình chuẩn bị khởi động lại vào Windows bình thường các bạn. Rồi bây giờ các bạn hãy xem máy tính mình đã có thêm ổ đĩa 50 GB các bạn. Đây mình sẽ bấm vào This PC File Explorer nè. Đây This PC. Đây bạn thấy nha, mình đã có thêm được ổ đĩa dung lượng là 50.6 GB các bạn. Ổ đĩa mới mình vừa tạo ra rồi các bạn ha, mình vừa mới chia tạo được nè các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ mở từ mục download để mình tìm đến file đã tải về. Đây các bạn, đây chính là file show cầm trong mùa mình đã tải về xong rồi các bạn. Tiếp theo mình sẽ click chuột phải vào file show này, rồi mình sẽ chọn chức năng WinRAR để mình giải nén file này nha. Mình dùng WinRAR giải nén file show này nha các bạn. Rồi sau khi chọn WinRAR mình sẽ chọn đến chức năng là chắc file, chắc file này các bạn. Rồi mình sẽ tìm đến ổ đĩa D, ổ đĩa 50 GB vừa mới tạo thêm các bạn. Rồi tiếp theo mình bấm OK, mình chờ quá trình giải nén hoàn tất. Rồi mình sẽ mở DPC, mình vào ổ D mình xem nè. Đây đây là những cái file cả Windows mình đã giải nén được từ file show đã tải về các bạn. Tuy nhiên mình chỉ cần đến một cái file quan trọng duy nhất, đó là file install.vim, nó đang nằm trong thư mục Soxy rồi các bạn. Mình mở thư mục Soxy ra nè, rồi mình kéo xuống, mình tìm đến cái file có tên là install.vim, mình chỉ cần file này để cài thôi. Bây giờ mình sẽ cắt cái file install.vim này, mình bấm click phải vào nó, mình chọn cái lệnh cắt, cut, ở đây mình không muốn để được nữa, mình cắt, mình đem nó đi, mình trở ra ổ đĩa D bên ngoài, mình để bên ngoài nha các bạn để tiện cho việc thao tác. Rồi mình sẽ click chuột phải, mình bát nó vào đây, bát ra bên ngoài ổ đĩa đây, install.vim các bạn. Rồi mình khuyên các bạn hãy xóa tất cả những file còn lại trên này đi nha. Mình sẽ chọn hết tất cả file phía trên, mình xóa hết, xóa đi cho nó gọn, không cần đến. Đấy bây giờ mình sẽ cần đến file install.vim thôi là mình đã cài được rồi. Đây là một cách cài rất là đơn giản, rất là độc đáo nha các bạn. Các bạn hãy theo dõi kỹ các bước và thử nghiệm tiếp theo nha. Khi đã có file install.vim nằm bên trong ổ đĩa D mới tạo thế này đó, thì các bạn sẽ bấm vào cửa sổ Start Window, rồi các bạn gõ vào từ khóa tìm kiếm là CMD để mình mở cửa sổ Command Prompt nha. Thì bạn thấy khi gõ CMD tìm kiếm thì Command Prompt hiện ra thế này. Mình sẽ lướt phải vào Command Prompt, mình chọn là Run as Administrator. Và khi cửa sổ Command Prompt đã hiện lên thì các bạn gõ vào lệnh để cài Windows 10 như sau. Đầu tiên các bạn gõ là DISM khoảng cách, rồi cái dấu xuyệt, cái dấu ngã vào bên tay phải, và các bạn gõ tiếp là Apply, dấu gạch nối, rồi Image, rồi khoảng cách, rồi các bạn gõ tiếp cái dấu ngã bên tay phải, cái dấu xuyệt dấu ngã bên tay phải đấy. Rồi các bạn gõ tiếp là image file hai chấm, rồi chữ cái D, ở đây là ổ đĩa D đó các bạn, rồi dấu hai chấm, rồi dấu xuyệt ngã bên tay trái, và các bạn gõ tiếp install.vim. Ở đây ý nghĩa là mình đang xử lý cái file cài Windows, cái file install.vim mình để chỗ D đó các bạn ha. Mình cần lấy cái file này để mình cài đấy. Rồi khoảng cách, rồi các bạn gõ tiếp dấu ngã bên tay phải, các bạn gõ tiếp index hai chấm số 6. Ở đây số 6 ý nghĩa là mình sẽ cài Windows 10
là phiên bản Windows 10 Pro đó các bạn. Rồi tiếp tục khoảng cách, rồi các bạn bấm vô ngã bên tay phải, bạn gõ tiếp là apply dir, apply dir là dir, rồi dấu hai chấm, rồi chữ cái d, một cái d đó các bạn, rồi tiếp tục dấu hai chấm, rồi dấu xuyệt ngã bên tay trái. Cái dùng lệnh này mình có để sẵn ở phần mô tả bên dưới video này, các bạn có thể copy các bạn dán vào cho nó nhanh nha. Thì tùy theo máy tính của các bạn nha. Ở đây máy tính của mình đang tạo thêm một đĩa D, mình cài Windows mới Windows 10 vào đĩa D. Còn nếu các bạn cài bộ đĩa L, đĩa F thì nó tùy các bạn nha. Các bạn thay đổi chữ cái D cho phù hợp, tương ứng như máy tính của các bạn nha. Các bạn muốn cài bộ đĩa nào thì các bạn chọn bộ đĩa đó, rồi đĩa tên chữ cái tương ứng như các bạn. Rồi các bạn bấm Enter để bắt đầu chạy lệnh này. Bạn chờ cho lệnh này nó chạy xong 100% là coi như quá trình nạp Windows mới vào máy tính của mình đã hoàn tất rồi các bạn. Bạn chờ nha. Mình sẽ cho tua nhanh video để tiết kiệm thời gian nha các bạn. Các bạn thấy để là the operation completed successfully là quá trình chúng ta nạp Windows mới vào đĩa D hoàn tất các bạn. Thì tiếp theo các bạn sẽ gõ tiếp dòng lệnh là D hai chấm dấu xuyệt dấu ngã bên tay trái, rồi gõ tiếp Windows, rồi dấu xuyệt ngã bên tay trái, gõ tiếp System 32, rồi các bạn gõ tiếp dấu xuyệt ngã bên tay trái VCD boot, rồi khoảng cách các bạn gõ tiếp chữ cái D hai chấm, rồi các bạn gõ dấu xuyệt ngã bên tay trái, rồi các bạn gõ tiếp Windows đó, rồi bạn bấm Enter. Các bạn thấy để là boot file successfully created là coi như các bước cơ bản để cài Windows 10 mới vào đĩa D hoàn tất các bạn. Và tiếp theo mình sẽ có động làm máy tính để các bạn thấy có điều gì xảy ra nè. Đây mình có động làm máy tính nha, bấm restart. Các bạn sẽ thấy là màn hình máy tính của mình nó sẽ xuất hiện thêm một cái Windows 10. Bạn chờ nha, các bạn sẽ thấy đấy, bạn thấy nha. Bây giờ mình vừa cài thêm Windows 10, đấy này hiện lên Windows 10 là các bạn. Còn bên dưới đây Windows 11 là Windows cũ của mình đó. Và tiếp theo mình sẽ bấm vào Windows 10 này ha, để mình vào Windows 10 mới vừa cài xong đấy. Thì thực ra thì các bước cài đặt nó sẽ tiếp tục các bạn, chứ chưa hoàn tất đâu. Đấy, các bạn chờ cho nó trải qua một số bước. Các bạn cần thực hiện thêm một số thao tác nha. Cơ bản là Windows 10 nó đã nạp vào đĩa D rồi. Mình chỉ cần một số thao tác thì nó sẽ hoàn tất, cơ bản là xong rồi các bạn. Nói chung thì cách cài này nó tiện cho các bạn ở chỗ là các bạn không cần có USB nha, các bạn chỉ cài bằng đúng hai dòng lệnh. Nhưng bạn thấy đó, mình cài bằng hai dòng lệnh là xong, chỉ với hai dòng lệnh thôi đó, dòng lệnh DISM và dòng lệnh là mình tạo boot ha cho đĩa D, hai dòng lệnh thôi. Các bạn thấy mình đã thao tác rồi đó, các bạn chờ máy tính mình cơ động lại vài lần nha. Mình sẽ bấm vào Windows 10 để tiếp tục cho nhanh. Đấy, các bước cài đặt nó tiếp tục. Rồi, sắp đến các cái thao tác mình phải thực hiện. Đây mình sẽ kéo xuống, mình chọn Việt Nam. Việt Nam, yes. Ở đây mặc định nó chọn US, bấm yes, rồi bấm tiếp, rồi mình chờ tiếp.
Thì vậy mình đã cài thành công Windows 10 nha các bạn. Mình cài theo cách cài trực tiếp tụ điểm máy tính, không cần dùng đến USB. Chỉ với hai dòng lệnh thôi mình đã cài xong Windows 10 các bạn. Và bây giờ mình sẽ tắt máy, tự động lên máy cho bạn xem nha. Mình sẽ vào trở lại Windows 11. Bây giờ mình sẽ vào lại Windows 11. Ở đây nó ưu tiên vào Windows 10 trước. Rồi bây giờ mình sẽ vào trở lại Windows 11, mình sẽ bấm Windows 11 bên dưới. Đấy, các bạn thấy nha. Mình hoàn toàn có thể quay trở lại Windows 11 nha các bạn. Đấy, mình vào trở lại Windows 11 được bình thường các bạn. Đấy. Và nếu các bạn muốn thay đổi thứ tự ưu tiên Windows 10 hay Windows 11 thì các bạn sẽ làm như sau. Thì hiện tại thì mình đang ưu tiên vào Windows 10 trước. Nhưng nếu bạn muốn ưu tiên Windows 11 khởi động vào trước thì mình sẽ bấm vào cửa Start Windows. Rồi các bạn gõ vào MSC. Rồi các bạn gõ tiếp Config. Thì bạn thấy là hiện ra là System Configuration. Bấm vào đây nha, bấm vào System Configuration. Rồi bấm vào Boot. Bạn thấy đây nè, nó để là Windows 10 nằm trong ổ đĩa D đó các bạn. Và ổ đĩa đó là chứa Windows mặc định, nó để default quá nè. Và Windows hiện tại nó sử dụng Windows 11 nằm trong ổ C, nó để là Current OS ha. Bây giờ mình muốn chuyển Windows 11 là Windows mặc định thì mình sẽ chọn Windows 11 bên dưới nè. Rồi mình chọn Set A Default. Đấy. Đó. Rồi các bạn bấm Apply lưu lại. Bấm OK và khởi động lại máy tính nè, và bấm Restart. Bạn xem này, khi máy tính khởi động lại thì chúng ta sẽ thấy là thứ tự ưu tiên nó thay đổi. Các bạn thấy nha, đó, khởi động Windows 11 lên trước nè, đấy các bạn thấy nè, bây giờ là Windows 11 nằm phía trên nè, đó, đấy, nó có điểm gì bằng gì đếm ngược đó các bạn, ha. Ở đây mình dùng con chuột mình điều khiển nên là nó không điểm gì nữa, nó chờ mình chọn thôi. Bây giờ mình sẽ bấm chọn Windows 11, ha. Vào lại Windows 11. Và bây giờ mình lại cho máy khởi động lại để mình vào Windows 10 nha. Thì đây là mình đang sử dụng song song cả hai Windows trên cùng một máy tính nè. Đấy. Rồi cách mình hướng dẫn các bạn trong Windows này thì vừa giúp các bạn cài được Windows trực tiếp tự điểm máy tính chỉ với hai dòng lệnh thôi. Và nó còn giúp các bạn có thể cài được song song cả hai Windows trên cùng một máy tính nha. Đây mình sẽ khởi động lại máy tính nè. Bấm Restart nè. Mình sẽ vào là Windows 10. Đấy, mình có động lại vào Windows 10 các bạn. Thành công nha các bạn. Mình muốn sử dụng Windows nào là tùy ý mình nha. Muốn dùng Windows 10 hay Windows 11 đều được ha. Tùy các bạn chọn thôi. Đấy. Như vậy là qua Windows này, mình vừa hướng dẫn các bạn cách cài thêm Windows cho máy tính bằng cách cài trực tiếp tụ điểm máy tính nha các bạn. Đấy. Các bạn có thể cài được cả Windows 10 song song với Windows 11 cách đơn giản các bạn, không cần dùng đến USB. Và sau khi bạn cài xong thì các bạn có thể sử dụng Windows 10 hoặc Windows 11 tùy ý các bạn ha. Với cùng một máy tính nha. Rồi mình sẽ dừng video này tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Nếu bạn thấy video này hay, thật sự có cho các bạn, thì các bạn cho mình xin một like và các bạn bấm đăng ký subscribe kênh YouTube VC ủng hộ cho mình nha. Mình rất cần sự ủng hộ của các bạn nha, để mình có thể có thêm động lực để làm thêm những video hay và chất lượng hơn nữa nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.